nay có mấy anh trai ngoài EK nha, ngoài Đắk Lắk vô lựa một máy DC BB vào đồ đẹp nha anh em. Đây, quá ok luôn ha. Vừa mới xong hợp đồng luôn à. Pro nha, máy đẹp. Đây máy đẹp Pro, bữa nay em làm bảo dưỡng sơ khoan bọng với hàm, mấy cái này đẹp lắm nha. À, số là đẹp luôn. Máy Pro thì chỉ có một cầm thôi nha anh em, đây đang trong quá trình bắt đầu tiến hành làm rồi. Máy Pro bữa nay em đang làm luôn ha, kiểm tra kỹ cho khách hàng trước khi lên đường nha. Có thay một số đầu inox vô cho nó bền. Đây hầu như là thay inox ha. Máy Đắk Lắk em mới về xong luôn nha, đây là máy Đắk Lắk nè. Rồi chào anh em nha, đây là một em máy DC 70 nha, lết em bây giờ về Đắk Lắk nha, bắt đầu lên xe luôn. Đã được em làm mới hết toàn bộ luôn, ngon lành. Đây là cái khu vực mà mình để trong bài máy gặp cho khách xem á, thì mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem hết. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC 70G, DC 70G đủ loại, tất cả đều đã mới nhập hết rồi. Đây thì có thể mấy chiếc xe máy 5, mình lấy cho người xem. Đây, em lấy 5, đây còn khoảng 6 chiếc nữa. Hôm nay là những cái DC 70G Plus đó, máy thái xịn, thì máy xịn lúc đó. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc nữa. Thì mình hết hạn, mình đổi sớm. Phía sau này ha. Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đánh tắt máy à, anh gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.